Việt Nam vốn được biết đến là mảnh đất được thiên nhiên ban tặng nhiều vật liệu tự nhiên để có thể sản xuất nhiều loại vải với màu sắc thiên nhiên đa dạng. Gần đây, các nhà thiết kế thời trang trẻ Việt Nam đã bắt đầu quan tâm đến việc sáng tạo các bộ thiết kế từ vật liệu tự nhiên theo xu hướng thời trang sinh thái. Và đúng như vậy, Eco Fashion chính là xu hướng thời trang mới phát triển và rất được ưa chuộng trên thế giới hiện nay. Eco Fashion hiểu đơn giản là ngành công nghiệp sản xuất quần áo sử dụng những vật liệu thân thiện, tích cực với môi trường, bảo vệ sức khỏe của khách hàng và của cả những người sản xuất. Thời trang sinh thái đối với tôi, đó là các mẫu quần áo an toàn với người sử dụng và tốt cho môi trường, cũng như thỏa mãn được con mắt của khách hàng. Nắm bắt xu hướng này, cộng với sở thích về trang phục truyền thống, doanh nhân, nhà thiết kế Vũ Thảo đã cộng tác với các nhóm dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc Việt Nam, kết hợp chất liệu và các kỹ thuật may mặc truyền thống của họ vào thiết kế của chị. Chính nhờ những thiết kế mang tính thân thiện môi trường và gắn với trách nhiệm xã hội, chị đã trở thành quán quân của giải thưởng doanh nhân trẻ sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế thời trang 2014 YCE do Hội đồng Anh tổ chức. Chị Vũ Thảo tốt nghiệp khoa Anh, Đại học Sư phạm Ngoại ngữ. Đến năm 30 tuổi, chị quyết định theo học Học viện Thời trang London chuyên ngành thiết kế và sáng tạo. Năm 2010, sau khi tốt nghiệp 2 năm, chị Vũ Thảo đã tham gia giảng dạy tại học viện này. Năm 2008 đến năm 2010, chị làm việc cho công ty thời trang Victoria Row của Anh ở Hà Nội. Từ năm 2010 đến 2012, chị là nhà thiết kế và là quản lý chất lượng của nhãn hiệu thời trang nam Adidia. Đảm nhận những vị trí này đã giúp chị thu thập được những kinh nghiệm thực tế trước khi bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của riêng mình. Hiện chị Vũ Thảo là người sáng lập, chủ sở hữu, đồng thời là giám đốc thiết kế của nhãn hiệu thời trang Km 109, thương hiệu thời trang cao cấp, quy tụ những nghệ nhân địa phương cùng sáng tạo sản phẩm may mặc cho cả nam và nữ tại Việt Nam và châu Âu. Không những thế, Km 109 còn xử lý thiết kế và sản xuất sản phẩm cho một số thương hiệu thời trang như Adidas tại Berlin, Outland ở Bồ Đào Nha. Khi được hỏi tại sao chị có tên thương hiệu đặc biệt Km 109, chị Thảo giải thích đây là một cái tên không nữ tính quá mà cũng không nam tính quá. Đây là đơn vị đo lường, nó thể hiện chiều dài, khoảng cách và cũng thể hiện sự di chuyển, phát âm dễ dàng ở mọi quốc gia và có cùng một ý nghĩa. Còn 109 là khoảng cách tính bằng km giữa Hà Nội và Thái Bình, quê chị. Nhưng đặc biệt với bản thân chị Vũ Thảo, km cũng là điểm đến, là chặng đường mà chị đã đi và đang hướng tới. Để các bạn hội nhập, các bạn phải khác biệt. Tôi lạc quan lắm, thật sự là như vậy. Tôi rất lạc quan về thị trường trong nước, mặc dù bây giờ tôi chỉ có 20% khách hàng là người Việt. Tức là khi mà các bạn làm việc với một cái gì đấy có liên quan đến truyền thống, thì các bạn phải hiểu cái truyền thống đấy. Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong phóng sự vừa rồi, chắc hẳn quý vị đã biết được khách mời trong chương trình tuần này của chúng ta là ai. Một nhà thiết kế, một doanh nhân trẻ yêu quê hương Thái Bình đến mức mà mang cả tình yêu với quê hương vào thương hiệu kinh doanh của mình. Khởi dựng sự nghiệp trong ngành thời trang, chị Vũ Thảo đã chọn một hướng đi rất riêng, mà đã riêng, đã lạ như thế thì thách thức chinh phục thị trường hẳn không phải là ít. Và trong chương trình tuần này, chúng ta sẽ tìm hiểu xem câu chuyện của vị khách mời này là như thế nào. Và không để quý vị chờ đợi lâu thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện ngay với chị. Rất cảm ơn chị Vũ Thảo đã tham gia với chương trình diễn đàn CEO của chúng tôi ạ. Cảm ơn các bạn. Thưa chị, hiện nay thì cái cụm từ là thân thiện với môi trường có vẻ là rất được ưa chuộng vì nó cũng đi theo cái xu hướng, cái nhu cầu hiện nay của toàn cầu ạ. Nhưng mà thời trang sinh thái thì sẽ thân thiện với môi trường như thế nào ạ? Thực ra cái bản thân của từ sinh thái thì cũng đã trả lời các bạn một phần. Nói đến sinh thái tức là nói đến những cái tác động mà các cái thiết kế của các bạn có thể tác động đến môi trường xung quanh. Môi trường ở đây là môi trường tự nhiên và môi trường con người nữa. Tức là cái không gian làm việc xung quanh các bạn, cái yếu tố xã hội. Thì cái khái niệm này nó là một cái khái niệm khá là mới đối với người Việt. Và thực ra với chúng tôi, kể cả ở trong ngành, thì nó cũng là một cái khái niệm khá là mênh mông và cần phải trải nghiệm thì mới hiểu nó một cách đầy đủ. Tức là một thời trang sinh thái hoặc là thiết kế mà sinh thái thì có nghĩa là các bạn đang đảm bảo một cái sản phẩm thì không có tác động xấu đến môi trường. Vậy thì điều gì đã đưa chị đến thời trang sinh thái khi mà trên thực tế thì có rất là nhiều cái hướng đi trong ngành thời trang có thể thương mại hóa ngay lập tức ạ?
Tôi có rất nhiều lý do thì đưa đến cái quyết định là đi theo cái con đường này. Cái lý do thứ nhất đó là một cái duyên với cái văn hóa của người Việt mình. Văn hóa ở đây tức là văn hóa ăn mặc, văn hóa cái lối sống của người Việt, rồi cả một cái kho tàng về trang phục dân tộc nữa. Đấy cũng là một cái, và tôi cũng tiếp cận với cái văn hóa này cũng như là có rất nhiều các cái cơ hội tiếp cận với nó khá sớm khi mà tôi còn làm báo. Những cái cơ duyên này thì giúp tôi hiểu văn hóa bản sắc dân tộc của mình khá sớm, tiếp cận với nó khá sớm. Tuy nhiên nó cũng chỉ là những cái va đập thôi. Tức là tôi yêu với nó, tiếp xúc với nó, nhưng chưa thực sự nghĩ là sẽ khai thác nó cũng như là phát triển nó. Cho đến khi thì tôi quyết định đi theo con đường thiết kế thời trang. Nó vào năm 2006. Và khi càng đi sâu, càng dấn thân vào cái con đường này, mặc dù lúc đầu thì tôi cũng không có tham vọng là có một nhãn hiệu riêng. Tôi hoàn toàn thì rất hài lòng với việc là làm việc cho các nhãn hiệu khác. Trong đó có nhãn hiệu của anh Victoria Rowe và một nhãn hiệu nữa là ADD của Đức. Thì khi mà làm việc với hai nhãn hiệu quốc tế này thì cái điều mà tôi nhận ra rằng là cái điều mà tôi thấy là các cái thiết kế mà được các đồng nghiệp nước ngoài thì rất hoan nghênh và rất quý trọng. Đó là những thiết kế mà mang hơi thở cũng như là khai thác cái văn hóa bản địa. Và tôi đã làm khá nhiều và cũng nó ảnh hưởng rất lớn đến những cái bước đầu trong sự nghiệp của tôi. Tôi càng nhận rằng là để các bạn hội nhập thì các bạn phải khác biệt. Cái đấy là cái mà tôi đã định hình cũng như là theo đuổi từ cái thời gian ban đầu, mặc dù lúc đấy tôi chưa hề có một khái niệm gì hết để có một cái con đường riêng. Vừa rồi chị có nói đến là việc khai thác đến những cái văn hóa bản địa là một cái xu thế của quốc tế, và chị cũng rất là yêu thích điều này. Đây có phải là cái đam mê của chị cho cái dòng thời trang của mình hay không? Đúng, thực sự là như vậy, bởi vì đến bây giờ thì tôi nghĩ là bản sắc là cái mà tôi đang có. Và nó chính là cái điểm nổi bật trên sản phẩm của tôi. Bản sắc ở đây không có nghĩa là nó cứ phải lộ ra, mà các bạn nhìn thấy là các bạn đây là của người Việt hoặc là của dân tộc Thái hoặc của dân tộc Tày. Bản sắc ở đây nó có thể rất ẩn. Nhiều khi các bạn gần như là không nhìn thấy, nó cũng tàng hình. Các bạn nhiều khi cũng phải dùng, phải trải nghiệm với nó trong một thời gian sau. Tôi ví dụ như cái áo tôi đang mặc chẳng hạn, đây nó tôi lấy ý tưởng cái áo này, cái tà áo này từ cái áo cánh cũ của người Kinh. Và tôi đã sở hữu cái áo này nó khi mà nó nát lắm rồi, tôi cũng đã sưu tầm được một cái áo cánh khá là lâu và của ở Thanh Hóa. Nó màu xanh lam. Tôi đã cũng biến tướng nó đi rất nhiều. Nhưng mà về cái khối của nó thì tôi vẫn giữ nguyên. Ngoài ra nữa thì cái áo cánh truyền thống ấy, có một điều vô cùng đẹp, đó là họ dùng lụa vân, một trong cái lụa mà đang mai một. Tôi đã mất 8 tháng nay để cố gắng để tìm một cái khung cửi có thể dệt cái lụa vân này, và rất may mắn thì tôi vừa mới tìm được một hộ gia đình thì ở Hà Tây thì họ vẫn còn để có thể dệt được những cái thước lụa như thế này. Thì ý tôi nói rằng là cái yếu tố bản địa, cái văn hóa bản địa là một trong những điểm nổi bật trong các cái sản phẩm của tôi, và gần như là các bạn không dễ nhận ra, nó không nổi lên trên bề mặt để các bạn nhận thấy. Mà nhiều khi là các bạn cũng cần phải tìm hiểu. Và cũng cái đấy thì cũng là một phần là trách nhiệm của tôi, là cái cách tôi kể chuyện về sản phẩm như thế nào. Lựa chọn một cái hướng đi khá là quốc tế hóa, đúng không ạ? Toàn cầu hóa được ưu chuộng trên thế giới như vậy, nhưng mà nếu mà cái sự toàn cầu hóa đó nó chưa chạm đến cái ngành thời trang của Việt Nam, vậy thì chị sẽ phải chinh phục thị trường trong nước như thế nào ạ? Tôi lạc quan lắm, thật sự là như vậy. Tôi rất lạc quan về thị trường trong nước, mặc dù bây giờ tôi chỉ có 20% khách hàng là người Việt. Tuy nhiên họ rất trung thành, và những khách hàng hiện tại mà tôi có là những nghệ sĩ điêu khắc, có các bạn làm báo, các bạn làm truyền hình cũng rất nhiều, các bạn trong ngành. Cái này nó có nguyên do của nó, bởi vì là có lẽ là các bạn ở trong giới thiết kế, rồi là trong giới media, thì các bạn tiếp cận
với cái xu hướng này nó sớm hơn. Vâng. À, thế nên là các bạn tiên phong hơn. Vâng. Và cái điều này tôi không lấy gì làm lo lắng và cũng không lấy gì làm sốt sắng lắm đâu. Bởi vì một cái khái niệm mới, bất kỳ một sản phẩm mới nào có mặt trong thị trường, cũng cần thời gian, trong tất cả ạ? Các ngành thì đều cần có thời gian, đúng chính xác. Vâng, vâng. Vâng. Vậy thì chị cũng đề cập đến là những cái quá trình tìm tòi của chị là việc tìm ra được những cái nét đẹp đó, những cái giá trị đó từ cái cách may mặc rồi cách nhuộm, cách dệt truyền thống của người dân tộc. Vậy thì quá trình hợp tác này có gặp những cái khó khăn gì hay không? Bắt đầu từ những cái phác thảo, thế nên là cái chuyện tôi gặp những cái trở ngại là một chuyện đương nhiên, và tôi cũng không lấy gì làm sốc khi mà nó đã xảy ra với mình. Cụ thể là trong cái năm đầu tiên thì tôi đã nỗ lực để có thể phát triển được 5 màu chàm khác nhau, và tôi cũng đã làm những cái thí nghiệm, tự thân tôi làm những cái thí nghiệm và mang các cái mẫu đó lên để nhuộm. Thế nhưng mà vì cái hình dung của tôi nó khá là mơ hồ. Mơ hồ ở đây không phải là vấn đề về thiết kế, mà mơ hồ về yếu tố con người. Tức là khi mà các bạn làm việc với một cái gì đấy có liên quan đến truyền thống, thì các bạn phải hiểu cái truyền thống đấy. Truyền thống ở đây là thói quen làm việc, cái biểu tượng của cái văn hóa truyền thống nữa. Cụ thể là các thiếu nữ chàm ấy, làm nùng. Các thiếu nữ nùng ấy thì khi mà họ dệt các cái thước vải nhuộm chàm thì nó gắn với các cái biểu tượng liên quan rất rất sâu đến hình ảnh của người phụ nữ, sự đảm đang, cái đẹp của người phụ nữ, rồi là cái tấm vải chàm nó có những cái niêm luật rất là chặt chẽ. Vâng. Để khi mà dệt những cái đống vải như thế nào, nhuộm màu nó phải ra như thế nào. Và lúc đấy, thời điểm đó thì người nùng thì có 2 màu chàm truyền thống, như các bạn biết. Vâng. Là chàm đen và chàm xanh. Chị có 5 màu đúng không ạ? Đúng rồi, thì tôi muốn thử 5 màu. Vâng. Thì khi mà các chị bắt đầu làm thì các chị rất nghi ngờ vì cái việc đấy. Vâng. Vì là khi mà các bạn tiếp cận với cái truyền thống lâu đời của họ, từ trước nay nó đã luôn luôn là như thế, thế thì nó mới đẹp. Vâng. Thì các bạn muốn thay đổi nó thì không hề dễ dàng một chút nào. Thì lúc đầu tôi cũng đã gặp cái trở ngại như thế. Thì bản thân tôi thì cũng biến hóa đi một chút để có thể sử dụng được các cái khả năng của họ mà không tác động đến cái truyền thống của họ. Vâng, vâng. Vâng, thưa quý vị, có vẻ như trong cộng đồng chúng ta còn nhiều giá trị về văn hóa, về truyền thống. Nếu chịu khó tiếp xúc và quan sát thì có thể tận dụng để phát triển theo nhiều hướng khác nhau. Quan trọng là ai mới là người quan sát và phát hiện ra những cái giá trị ấy. Và trong con đường đã chọn thì chị Vũ Thảo có đơn độc hay không? Mời quý vị theo dõi phóng sự sau. Nghĩ đến một cái điểm là có lẽ là đến lúc tôi phải làm một cái gì đấy. Tôi hoàn toàn bắt đầu từ một con số 0. Tôi đảo ngược cái chu trình đấy. Tôi đưa cái người lao động, cái thợ, người thợ thủ công dệt lên trước. Xu hướng thời trang của thế giới hiện nay cũng góp phần vào mục tiêu toàn cầu là bảo vệ môi trường, ngăn chặn trái đất nóng lên. Từ nhiều năm trước, các nhà tạo mẫu nổi tiếng thế giới như Felipe Sinisterra, Valentina Garcia đã trình làng kiểu trang phục được làm từ các loài hoa cùng các nhánh cây lá đầy màu sắc tự nhiên, như mang cả khu vườn lên sân khấu. Thông điệp mà các nhà tạo mẫu thiết kế thời trang muốn gửi gắm đến công chúng là hãy yêu hoa lá màu xanh thiên nhiên chúng ta đang có, bảo vệ môi trường sống qua những mẫu thiết kế với chất liệu thân thiện với môi trường. Phụ kiện thời trang như túi thời trang cũng chuyển theo hướng thân thiện với môi trường. Những chiếc túi thời trang sinh thái đang lên ngôi và trở thành mốt tại Nhật Bản, gắn liền với các hãng tên tuổi như Anya, Hitmas hay Masua. Eco fashion đang là xu hướng trên thế giới. Có lẽ con người đã quá mệt mỏi với sự công nghiệp hóa hiện tại và tìm đến những sản phẩm đơn giản hơn, thân thiện với môi trường. Còn tại Việt Nam, nơi vải nhuộm từ củ nâu, hoa hiên, cánh kiến đã phổ biến từ xa xưa. Nhưng trong xã hội hiện đại đã bị thất truyền nhiều phần bởi công nghiệp hóa. Tuy nhiên, vải nhuộm công nghiệp bằng hóa chất chẳng những có tác động tiêu cực tới sức khỏe người mặc mà còn ảnh hưởng rất lớn tới môi trường. Trong bối cảnh khách hàng ngày càng chú trọng hơn đến các yếu tố chất lượng và tác động của sản phẩm may mặc tới sức khỏe, thời trang sinh thái hứa hẹn trở thành xu hướng trong thời gian tới, đem đến làn gió tươi mới cho làng thời trang trong nước.
Xu hướng eco fashion có một tương lai tươi sáng ở Việt Nam. Nhiều bạn trẻ mới bước chân vào lĩnh vực thời trang rất quan tâm đến thời trang sinh thái, đến giá trị của sản phẩm họ tạo ra. Quả thực là như vậy, những năm gần đây, những show thời trang eco fashion ngày càng trở nên phổ biến, có thể nói là khá nhộn nhịp tại các sàn diễn thời trang Việt Nam, như show diễn thường niên Ecomia Fashion Show với bộ sưu tập Giấc Mơ Đêm, Dáng Việt, Go Green, và thậm chí các mẫu thời trang này đã đi vào đời sống người tiêu dùng, như thời trang Km 109, Econ, Chula. Trước đây, thời trang sinh thái khó có thể tiếp cận người tiêu dùng do ít cửa hàng bán, giá thành đắt đỏ, màu sắc hạn chế. Không ít người nghĩ rằng xu hướng này chẳng có gì ngoài màu xanh của lá và nâu của đất. Tuy vậy, trên thực tế, hầu hết những thương hiệu theo dòng thời trang sinh thái đều có thiết kế vô cùng sáng tạo, bắt mắt. Eco fashion giờ đây không chỉ quanh quẩn với các chất liệu vải sợi và dây gai. Công nghiệp đã giúp biến hóa các chất liệu đến từ tự nhiên trở thành chất liệu quen thuộc, thậm chí mềm mại hơn mà đến người mặc cũng khó nhận ra. Những sản phẩm sinh thái này vẫn chưa được sản xuất trên diện rộng mà mới chỉ có quy mô nhỏ. Tuy nhiên, đây là các sản phẩm chú trọng đến chất lượng thay vì số lượng. Hiện nhiều thương hiệu eco đều cho phép đặt hàng online và ship hàng toàn thế giới. Khách hàng có thể yên tâm đặt những bộ cánh yêu thích chỉ với một click chuột và giá thành đã mềm hơn so với trước đây. Tuy nhiên, để thông điệp về thời trang sinh thái đến được với đông đảo công chúng, để các nhà thiết kế, các doanh nhân phát triển được mảng thời trang theo xu hướng rất đáng được khuyến khích này, cần rất nhiều yếu tố như cơ chế hợp tác với các cộng đồng địa phương, hợp tác truyền thông, đến vốn, đến nhân lực cũng như phát triển thương hiệu. Vâng ạ, trong phóng sự vừa rồi chúng ta cũng đã có thể nhìn qua được những cái thời trang sinh thái ở trên thế giới và ở Việt Nam là như thế nào. Ở cái thời điểm hiện nay, chị là người đi nhiều mà không chỉ là đi nhiều đến những cái miền đất của Tổ quốc mà còn là đến rất là nhiều nơi trên thế giới. Vậy thì với những kiến thức của mình, với những cái chuyến đi của mình thì chị thấy rằng là về bản chất thì thời trang sinh thái ở Việt Nam có khác gì so với thời trang sinh thái, những cái khái niệm phổ biến này trên thế giới hay không ạ? Cái thời trang sinh thái ở Việt Nam nó chưa nhiều nhưng mà các bạn cũng nằm trong cái guồng quay của quốc tế chứ cũng không văng ra khỏi cái bánh xe đấy đâu. Vâng. Nó cũng bấy nhiêu các cái khái niệm, cũng bấy nhiêu cái nội dung thôi, cũng không có gì khác nhau. Có điều là khác nhau là ở các nước, các cái kinh đô thời trang như là London hay là New York hay là Paris thì khái niệm về thời trang sinh thái nó được hiểu khá là lâu rồi và khá là đầy đủ. Ngoài ra nữa thì họ có một sự hỗ trợ rất lớn của các cái cộng đồng cũng như các cái tổ chức thì về fair trade, tức là công bằng thương mại, rồi là về thiết kế sinh thái, thiết kế bền vững. Thì đứng đằng sau họ có những cái tổ chức phi lợi nhuận rất là lớn thì hỗ trợ về cả con người cho đến là cả nguồn lực về tài chính. Thì đấy là cái thuận lợi của những nước phát triển. Thế còn ở Việt Nam thì tôi khá là đơn độc trên con đường này ở thời điểm hiện tại và hoàn toàn là tự phát, xuất phát từ cái ý thức của bản thân cũng như là cái tình yêu thôi, cái đam mê của bản thân thôi. Và cũng vì thế thì nó cũng rất là nhỏ, rất là quy mô, rất là hạn chế. Tuy nhiên thì cái sự khác nhau, chênh lệch như thế thì tôi cho rằng là nó cũng sẽ thay đổi. Bởi vì là một cái xu hướng mới mà được du nhập hay là được tiếp cận mang tính tự phát thì nó cần rất nhiều sự hỗ trợ rất lớn của một cái tập thể. Và cái điều này thì cũng phải chờ thời gian, cũng phải kiên nhẫn thôi, bởi vì là không thể ngày một ngày hai được. Vẫn có thể thấy là từ một nhà thiết kế mà chuyển hướng sang kinh doanh chính những cái thiết kế của mình thì hẳn chị cũng đã gặp rất là nhiều khó khăn mà như phóng sự vừa rồi cũng đã đề cập. Làm kinh doanh thì vốn rất là quan trọng. Với chị thì chị có cần nhiều vốn để thực hiện những cái đam mê của mình hay không? Thực ra tôi bắt đầu thật sự là với con số 0. Thật sự là như vậy. Khi mà tôi ra mắt bộ sưu tập đầu tiên thì nó cũng không phải là hoàn toàn là dòng thời trang sinh thái. Nó vẫn là một cái mang dấu ấn cá nhân của tôi. Mặc dù tôi dùng các chất liệu tự nhiên nhưng mà lúc đấy tôi chưa làm được những thước vải, tự tay làm được những thước vải. Đấy là năm 2012 thì tôi bắt đầu ra mắt bộ sưu tập đầu tiên dưới cái tên Km 109. Thì khi mà tôi bắt đầu như thế, tôi bắt đầu khá là hồn nhiên, nghĩ đến một cái điểm là có lẽ là đến lúc tôi phải làm một cái gì đấy. Với
với những gì mà tôi có, với những nội lực mà tôi có. Và cái thời điểm đấy thì khi mà tôi ra mắt bộ sưu tập nó cũng khá là thuận lợi. Tôi được sự ủng hộ rất lớn từ cộng đồng, rồi các rất nhiều các cái creative hubs ở Việt Nam. Trong đó có Manzi Aspay, có Workroom 4, có Modul 7, rồi có nhà sàn Collective nữa. Và tôi rất may mắn ở cái thời điểm đấy. Mặc dù lúc đấy không phải là thời trang sinh thái đâu. Thì các bạn hỏi về nguồn vốn, tôi quay lại là tôi hoàn toàn bắt đầu từ một con số 0. Thật sự là như vậy. Xong sau đó thì chính nó thì nuôi nó. Xong dần dần tôi cũng lớn lên thôi. Có lẽ là giống như là mình nuôi một đứa con ấy. Thì nếu mà mình cho nó ăn thịt ngay từ ban đầu thì nó cũng thế, và cho nó ăn rau thì nó cũng lớn. Cái cách là các bạn giới thiệu các cái thức ăn ấy như thế nào với đứa con của mình. Thì có lẽ là tôi cho cái đứa con tinh thần của tôi thì ăn rau nhưng nó vẫn lớn, có thể nó lớn chậm thôi nhưng mà nó vẫn lớn. Thì tôi muốn chia sẻ là nguồn vốn thì cũng không phải là một cái yếu tố khủng khiếp lắm khi mà các bạn phải cân nhắc để làm một cái nhãn hiệu thời trang sinh thái. Với một hướng đi có thể nói là khá mới trong ngành thời trang như vậy, thì chị có tìm được những người bạn để có thể cùng đi với mình, có cùng đam mê, cùng chí hướng với mình không ạ? Có chứ, tôi có rất nhiều đồng nghiệp thì vô cùng là ủng hộ, cũng như hậu thuẫn về mặt tinh thần, cũng như là giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc là phát triển hình ảnh. Cái này tôi làm cũng đấy, tôi làm cái nhãn hiệu này một cách hồn nhiên thì tôi cũng nhận được những cái sự ủng hộ rất hồn nhiên của đồng nghiệp cũng như của cộng đồng, như là của các khách hàng. Sau đó thì tôi cũng đã có một chuyến đi sang London 2 tuần. Và trong cái chuyến đi này với một cái lịch trình rất là dày đặc thì tôi cũng rất may mắn thì gặp rất nhiều những người thì đi theo cái dòng thời trang bền vững. Trong đó có cái tổ chức của Anh tên là Fashion Revolution, cách mạng thời trang. Và khi mà tôi về Việt Nam thì bắt đầu ra mắt bộ sưu tập thời trang sinh thái đầu tiên là Hạt, thì họ lập tức thì liên lạc với tôi và họ có đề nghị rằng là họ muốn tôi thì tham gia vào cái ekip của họ. Và cái tổ chức này thì có mặt ở trên 81 nước hiện tại. Việt Nam thì cũng có một trang, nó sẽ tên là Cách mạng thời trang Việt Nam. Để các bạn có thêm kiến thức, để các bạn cái hành vi mua sắm của các bạn nó có tính trách nhiệm hơn. Bởi vì là thời trang sinh thái thì liên quan rất nhiều đến người tiêu dùng. Đúng là thời trang thì có những cái câu chuyện mà có thể là chúng ta phải tìm hiểu, phải lắng nghe thì chúng ta mới có thể hiểu được những cái giá trị mà những bộ trang phục mình mặc trên người nó đang ẩn chứa. Tuy nhiên, không phải là khách hàng nào cũng dễ dàng có những cái cơ hội để biết được những cái giá trị ẩn đằng sau những cái thiết kế đó. Vậy thì với những cái với dòng thời trang sinh thái mà có thể nói là rất là riêng và có những cái thiết kế khá là độc đáo của chị thì nó có thể là không phù hợp với lại số đông. Vậy thì chị tiếp cận với thị trường như thế nào ạ? Đúng vậy, cái thị trường trong nước nội địa của tôi còn khá là hạn hẹp. Nhưng mà điều đấy thì tôi, vì thế thì tôi cũng phải tìm một cái cách để có thể quảng bá sản phẩm của mình một cách trọn vẹn và đầy đủ nhất. Đó là một cái việc mà hiện tại tôi đang làm, đó là tìm cách để kể các câu chuyện về sản phẩm của mình. Mỗi một sản phẩm của tôi thì thực ra nó rất nhiều công sức ở đằng sau nó, và rất nhiều con người thì liên quan đến một cái sản phẩm trong của tôi. Trong đó có người thợ dệt, trong đó có người thợ trồng bông, rồi có người thợ nhuộm, rồi có người thợ trang trí, rồi thợ may, và tôi đóng vai về thiết kế. Và tôi nhìn cái vai trò của người thiết kế trong một cái chu trình phát triển sản phẩm nó rất nhỏ. Thực ra thì chúng tôi cái vai trò của người thiết kế người Việt Nam đang hiểu sai rất nhiều, và nhiều khi các bạn cứ hiểu vống nó lên cho là các nhà thiết kế mới là quan trọng trong một cái chuỗi sản xuất để đưa ra một cái sản phẩm. Thực ra người thiết kế chỉ là một vai trò rất mỏng ở trong cái chuỗi này. Thì tôi đảo ngược cái chu trình đấy, tôi đưa cái người lao động, người thợ thủ công dệt lên trước, và tôi hoàn toàn hài lòng với việc là đứng đằng sau họ, bởi vì thực sự thì là để ra một cái sản phẩm thì công lao rất lớn của là những người thợ thủ công. Đấy là cái cách duy nhất mà tôi nghĩ là tôi có thể đưa ra được cái hình dung đầy đủ tới khách hàng về sản phẩm của mình cũng như chất lượng về sản phẩm của mình. Được biết là sắp tới thì chị cũng ra mắt một bộ thời trang mới, vậy thì cái câu chuyện mà chị muốn truyền tải đến công chúng thông qua cái bộ sưu tập lần này là gì ạ?
Cái thông điệp mà tôi muốn muốn gửi gắm tới khán giả cũng như là khách hàng của mình, đó là một những cái dòng sản phẩm thì mang dấu ấn người Việt và chất lượng cao. Ngoài ra nữa thì tôi cũng muốn thông qua bộ sưu tập sắp ra mắt này, một cái niềm tự hào của một người thì có người Việt có thể làm ra sản phẩm hoàn toàn thì ở Việt Nam, một sản phẩm rất là chất lượng và trau chuốt. Ngoài ra nữa tôi cũng muốn là các bạn, những người tiêu dùng khi mà sử dụng các sản phẩm của Km 109 thì không chỉ trông thấy đẹp mà còn cảm thấy đẹp. Bởi vì là tôi đang rất là cố gắng để có thể gửi gắm rất nhiều các cái yếu tố văn hóa vào trong sản phẩm của mình. Vì thế thì khi mà các bạn mặc một cái sản phẩm của chúng tôi thì các bạn cũng mang theo những cái thông điệp văn hóa đấy. Nên là tôi rất là hy vọng thì cái bộ sưu tập tới thì có thể truyền tải được đầy đủ cái thông điệp đó. Cái bộ sưu tập tới thì tôi cũng phát triển theo vẫn tiếp tục cái dòng thời trang bền vững. Tuy nhiên thì tôi cũng đã có một số các cái màu mới, sử dụng các chất liệu tự nhiên mới, trong đó có màu từ quả mặc nưa, rồi cả một số các cái màu lá cẩm mới, với một cái cấp độ màu mới nữa, và hy vọng là sẽ được đón nhận. Vâng, mặc một bộ quần áo trên mình và có thể hiểu được rằng là có cả một cái nền văn hóa lâu năm lâu đời ở đằng sau đó. Hy vọng rằng là những cái công chúng, những cái khách hàng mà có được những cái thiết kế của chị thì sẽ hiểu được điều này, đúng không ạ? Vâng. Tôi rất hy vọng như thế. Vâng, thưa quý vị, mỗi con đường, mỗi hướng đi để khởi dựng kinh doanh đều luôn có những câu chuyện hấp dẫn. Và trên con đường ấy, các doanh nhân đã truyền tải cho chúng ta những thông điệp đáng trân trọng. Với khách mời ngày hôm nay của Diễn đàn CEO thì cũng vậy. Đó là cái thông điệp về một niềm tự hào của một nhà thiết kế Việt, đưa ra được những cái thiết kế mà có thể nói là 100% made in Việt Nam, từ những cái chất liệu thô sơ nhất. Vâng, rất cảm ơn những cái câu chuyện mà chị đã chia sẻ về cái lựa chọn hướng đi, về những cái khó khăn trong việc khởi dựng khởi nghiệp của chị như thế nào. Và chúc chị luôn thành công với Km 109, cũng như là mang được những cái giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam ra với thêm nhiều những bạn bè quốc tế hơn nữa. Cảm ơn các bạn, cảm ơn chương trình. Vâng, rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong Diễn đàn CEO tuần này. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. IPP cùng phát triển bền vững.